Xin chào tất cả mọi người. Đây là video đầu tiên mình làm về chuyến đi học tập 6 ngày 5 đêm tại Tokyo, Nhật Bản. Chương trình được tài trợ toàn phần bởi công ty Renova và cộng đồng Việt Nam Alumni Mentoring. Năm nay có 7 thành viên tham gia. Mình, Ánh Linh đến từ cộng đồng Hà Nội và 6 bạn đến từ Hồ Chí Minh, trong đó có Hoa đến từ trường Ngoại Thương, Nhi, Kiên đến từ trường Bách Khoa và Kha, Thư, Tiến từ trường UEH. Chúng mình đã cùng nhau chuẩn bị trong suốt 3 tháng thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Và ta-da, cuối cùng thì cũng đến ngày chúng mình chính thức đến Nhật Bản rồi. Cùng đi với chúng mình nhé. Hiện tại là 20:30 và mình đang ở sân bay Nội Bài. Chuyến bay của mình Vietnam Airlines dự kiến kéo dài 5 tiếng từ 12:30 đến khoảng 7:30 sáng tại sân bay Narita, Nhật Bản. Dù là nửa đêm nhưng sân bay cũng khá là đông người. Khoảng 3:30 sáng giờ Việt Nam chúng mình sẽ dậy ăn sáng. Món ăn có cả đồ Việt và Nhật nên cũng khá dễ ăn. Ăn sáng xong ngủ một giấc thì trời cũng sáng rồi. Chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Narita may mắn đáp cùng lúc nên 7 người chúng mình gặp nhau và cùng đi làm thủ tục nhập cảnh luôn. Ấn tượng đầu của mình là với hai màu đen và trắng, sân bay được thiết kế tối giản nhưng rất đẹp mắt. Giơ máy lên là đảm bảo có ảnh đẹp mang về. Hello, hello, hello. 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 Đang cất vali này mọi người. Oh, my Facebook update. Mình đang ở sân bay Narita rồi nha mọi người. Đủ không mọi người? Ủa có đủ chưa? Yo, tính ơi, quay yo. Yo. Sao mà quay xong rồi, cậu hay có cái camera ở đây này. Nhìn tự nhiên thì mấy camera giống kích vậy mà nhìn vô dữ vậy. Tôi chưa thấy ngày gì hết. Ê đẹp nha, sáng nha. Chứ là nhìn sao tao đẹp vậy? Người ta cái dịch cờ nó không chỉ là mơ. Chúng mình đang trên đường về nơi ở cách sân bay khoảng 50 phút đi xe, sau đó ăn trưa và dành buổi chiều tối khám phá Tokyo. Nhật Bản thì siêu đẹp mọi người ạ. Chúng mình đến thì cũng hết mất hoa anh đào rồi, nhưng mà thực sự khung cảnh có tông màu siêu thơ y như phim chúng mình hay xem luôn ấy. Hai ngày đầu cũng sẽ có thêm anh Khang đi cùng chúng mình. Anh là thành viên chương trình năm 2019 và cũng đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản. Trời ơi, quá đẹp, xuất sắc luôn mọi người ơi. Trời ơi, đẹp, đẹp dữ thật luôn á. Cái này chỉ là cái phần nhỏ thôi, từ từ đi, cái phần nhỏ thôi. Trời ơi. Không có gì đâu chụp. Trời ơi, nghe anh hàng nói kìa. Chào mọi người, mọi người ơi. Sau khi đi Japan City Tour là cái này có thể là hai quần khó nghèo của mắt. Wow, mọi người ơi, quá tuyệt luôn. Thời tiết bây giờ hơi lạnh nhỉ? Hơi lạnh. Anh qua lâu chưa ạ? Qua đây rồi. Vâng. Ở gần đây đi qua thôi chứ. Ôi, mọi người đâu rồi? Mọi người rất đẹp bận. Hàng check in quá. Em à, ý là chị đang hình dung là cái này khách sạn vào cái là nó phải có lễ tân các thứ. Tháng 7 rồi nè. Sang nghe tháng 7 rồi. Rung đấy. Còn chữ cái này là gì vậy? Đây là máy bán hàng... Hàng tự động. Còn đó em nó bán cái gì nè? Đây rồi. Gì cũng bán nha mọi người. Đâu, quickly. Camera em first. Rồi xong. Tầng 7. Phải chia thành 2 team mọi người, tầng 7. Rồi, okay. Lễ tân ở mái tận trên tầng 7 ạ. Vậy thì tầng 2, tầng 6. Tầng 2 đến tầng 6 họ làm cái gì ta? Chắc cho chọn khách thôi. Đến tầng 7 rồi mọi người. Có 6. Đến tầng 7 rồi mà. Thế có ai support được? Thôi đây chỉ cầm cái vali nhỏ cho Tiến này. Cậu em. Ở bên này nè. Chúng mình đang vào để làm thủ tục. Người Nhật Bản thì rất đúng giờ, chúng mình đến sớm mà 14 giờ mới được check in nên để đồ ở lễ tân và tranh thủ đi khám phá trung tâm Tokyo ở Chiyoda. Không khí đường phố ở Tokyo thì rất trong lành, mát mẻ, dễ chịu và thoải mái mọi người ạ. Bên cạnh đó thì chúng mình cũng cần chạy khá nhiều để kịp đèn giao thông và kịp giờ hẹn nữa. Nhanh.
một điều đặc biệt nữa ở Tokyo là mọi người đi qua đường xe nó nhường nó nhường lại nó nhường cho mình đi. Em biết anh hàng như này kêu rồi tối lòng rồi. Là tôi nè. Nhìn nó sống lại rồi. Sau một giấc ngủ và một cây son. Khi đi dạo trên đường phố Nhật Bản thì được thưởng thức rất nhiều cây và hoa. Tất cả đều rất xanh, tươi tốt và lá cây thì rất dày luôn. Đến mức khó tin là cây thật hết đó mọi người ạ. Có vẻ hôm nay là cuối tuần nên dù gần trưa trời nắng thì quảng trường vẫn khá đông người. May mắn là chúng mình đã chụp được hai tấm ảnh chung ở đây. Trong đó có một tấm ở trước ga Tokyo lâu đời được chụp bởi một bác người Nhật tình cờ đi qua chủ động chụp giúp chúng mình luôn. Trời ơi, người ơi! Trời ơi, em quay lên có thấy không? Đường lấp lánh nha. Lấp lánh ánh kim nha. Giờ thì chúng mình đang trên đường đến nơi ăn trưa là một quán thịt nướng gần nơi ở. Cũng là nơi gặp cô Kozue bên công ty Renova Nhật Bản. Cô là người điều phối và hỗ trợ chúng mình tham gia các hoạt động trong lịch trình chính thức trong 6 ngày tại Tokyo. Bữa ăn đầu tiên thì siêu chất lượng, thịt tan trong miệng và súp miso cũng rất hợp khẩu vị với chúng mình. Ăn trưa xong thì chúng mình chính thức đi khám phá Tokyo. Bên cạnh các lịch chính thức thì chúng mình cũng có vài khoảng thời gian trống, nên mình đã lên lịch trình tham quan cho team từ Việt Nam để mọi người có thể trải nghiệm trọn vẹn 6 ngày ở đây. Theo mình tìm hiểu thì ở Nhật có rất nhiều bảo tàng, nên địa điểm đầu tiên là bảo tàng tiền tệ Nhật Bản ngay gần nơi ở có thể đi bộ được. Ở đây, chúng mình được học về lịch sử đồng tiền lưu hành tại Nhật từ lúc hình thành đến hiện tại, thông qua các video, hiện vật thực tế. Tiếc là vào trong thì không được phép quay chụp cho mọi người xem. Điểm đến tiếp theo là Odaiba, một trung tâm giải trí công nghệ cao trên hòn đảo nhân tạo ở vịnh Tokyo. Trong khi di chuyển thì trời mưa khá to, may là mọi người đều có chuẩn bị ô từ trước. Chúng mình di chuyển đến đảo bằng tàu qua tuyến Ginza từ ga Kiyobashi đến Shinbashi và đi tiếp khoảng 16 phút đến ga Daiba. Ở Nhật thì hầu như đều tự động thu và trả tiền bằng máy, nên việc mua vé tàu cũng khá thuận tiện. Mọi người có thể mua thẻ không giới hạn đi từ 1 đến 3 ngày hoặc mua vé lẻ một lần đi khoảng 180 yên, tương đương 35.000 tiền Việt. May mắn chúng mình ngồi ngay đầu toa nên được chiêm ngưỡng view siêu đẹp. Kết quả mọi người có thể xem ở cuối video này nha. Ở Odaiba có khá nhiều hoạt động vui chơi giải trí, nhưng khi đến nơi thì trời cũng sắp tối rồi nên chúng mình chỉ kịp chụp ảnh và vào trung tâm thương mại tìm chỗ ăn nhẹ. Mọi người có thể lưu giữ những bức ảnh tuyệt đẹp ở đây với tượng nữ thần tự do hay ngắm hoàng hôn với view nhìn ra cầu bảy sắc cầu vồng. Qua Nhật thì chủ yếu đi bộ khá nhiều nên mọi người nhớ mang theo giày thể thao nha. Lúc này chúng mình đã đi được khoảng 15.000 bước chân. Lần đầu đi bộ nhiều vậy mà ai cũng cố gắng và siêu vui vẻ vì chúng mình trò chuyện không ngớt. Lần đầu vào cửa hàng tiện lợi nên chúng mình quyết định sẽ thử natto, đậu nành lên men và bánh Doraemon cùng nhiều món ăn nổi tiếng khác. Không thấy mùi chỗ nào luôn á bác. Bụi viện hả? Ăn sao ạ? Nó nhẫn lắm. Bây giờ tao không biết là do cái đậu này nó nhẫn hay là do cái nước sốt nhẫn bỏ cho nó nhẫn. Ừ, thử không? Không. Ủa là sao? Đi dạo một vòng trung tâm thương mại thì mình phát hiện ra mèo con và cún con ở Nhật cũng siêu đáng yêu mọi người ạ. Sau đó chúng mình đi xem Gundam biến hình, trò chuyện và ngắm nhìn khung cảnh Odaiba về đêm. Đã đến lúc phải tạm biệt Odaiba rồi. Chúng mình đi tàu về lại trung tâm và thưởng thức mì ramen. Mỗi người chúng mình lại chọn một loại mì khác nhau. Tổng kết là ăn ngon và chơi vui mọi người ạ. Vậy là sau một ngày dài chúng mình đã về đến phòng để nghỉ ngơi. Đồ điện tử ở đây đều đến từ các hãng nổi tiếng như Panasonic, Mitsubishi, Seiko hay Daikin. Một số đồ dùng như ổ cắm chuyển đổi, bàn là hay bình đun nước đều có sẵn. Thời tiết ở Nhật hay mưa nên trước cửa phòng cũng có móc treo ô luôn. Có thể nói cuộc sống ở Nhật rất hiện đại và thuận tiện.
Một điều mà mình rất ấn tượng đó là doanh nghiệp và người dân rất quan tâm đến phát triển bền vững. Ví dụ nếu chúng mình không yêu cầu dọn phòng, khách sạn sẽ trích một phần từ chi phí đó mang đi làm từ thiện cho các dự án phát triển hay bảo vệ môi trường. Tổng kết ngày đầu tiên tràn đầy những điều bất ngờ, thú vị và ý nghĩa. Chúng mình cảm thấy thật may mắn khi được học hỏi và trải nghiệm 6 ngày cùng nhau tại Nhật Bản. Hành trình tại Nhật của chúng mình mới chỉ bắt đầu. Hãy cùng đón xem những ngày tới chúng mình sẽ trải qua những câu chuyện gì, gặp ai, đi đâu và nhận được bài học gì nha. Còn giờ thì cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp chuyến tàu tới Obaida nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Thank you and see you.